quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 25 tháng 10 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Với tỷ lệ đoàn viên toàn tỉnh chiếm hơn 22,2% dân số toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu đạt được những dấu ấn đặc biệt cùng những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác. 9 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 13 đề ra hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Hàng nghìn hoạt động, công trình mang đậm dấu ấn màu sắc của đoàn và thanh niên để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội. 5 năm qua, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tham gia sửa chữa gần 2.200 km, làm mới 35,7 km đường giao thông nông thôn, phối hợp trao hơn 11.300 suất quà, 90 suất học bổng với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho trường học, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Kết nối xây dựng khánh thành 62 trường đẹp cho các em với giá trị gần 20 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, như có ít nhất 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn các cấp hỗ trợ triển khai, hiện thực. Trồng mới khoảng 100.000 cây xanh, bồi dưỡng kết nạp 15.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 6.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027, cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 3 đề án, 2 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn. Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Lai Châu và tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đoàn thanh niên tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh trong xu hướng phát triển chung của đất nước. Tổ chức đoàn cần mạnh dạn, xung phong, đảm nhận và triển khai hiệu quả những khâu khó, việc mới, tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, điều lệ đoàn sửa đổi trình Đại hội 12, bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa 14, gồm 29 đồng chí, bầu 6 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh đoàn, bầu các chức danh chủ chốt tỉnh đoàn Lai Châu. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư tỉnh đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2017-2022, được tín nhiệm tái cử giữ chức danh Bí thư tỉnh đoàn Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu ra 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua nghị quyết Đại hội lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị, thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 25 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lễ khởi công nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương đợt 2 năm 2022. Căn nhà đại đoàn kết được xây dựng cho hộ gia đình bà Lù Thị Lèo, bản Cáng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, là nhà cấp 4 với diện tích 70m², kinh phí hơn 100 triệu đồng, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Bảo hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà cũng được vay với lãi suất thấp của ngân hàng chính sách. Gia đình bà Lèo là hộ nghèo của địa phương, là mẹ đơn thân nuôi 2 người con. Công việc hàng ngày của chị lo đủ sinh hoạt của gia đình, không có khả năng xây dựng nhà ở. Ba mẹ con cần có nơi ở ổn định để tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày. Việc khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương thể hiện sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong chăm lo, động viên các hộ nghèo, cận nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có được nhà ở kiên cố, ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, xuyên suốt chiều dài hơn 16,7 km đoạn biên giới tiếp giáp với nước bạn, khu vực biên giới do đồn biên phòng Giào San quản lý thuộc địa bàn ba xã Mù Sang, Giào San và Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ là nơi sinh sống của 5 dân tộc. Đời sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống thưa thớt, giao thông đi lại không thuận lợi, khiến cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân còn nhiều hạn chế. Và trước thực tế đó, đồn biên phòng Giào San đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình quân dân kết hợp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân y và dân y, trở thành địa chỉ tin cậy trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân biên giới, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Để thực hiện hiệu quả công tác kết hợp quân dân y,
Từ nhiều năm nay, quân y đồn biên phòng Giào San đứng chân trên địa bàn của xã Giào San, huyện Phong Thổ đều chủ động phối hợp với phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế của hai xã là Mù Sang, Tung Quan Lìn nâng cao năng lực hoạt động cho cơ sở y tế vùng sâu vùng xa. Các hoạt động được thực hiện thường xuyên là tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân thông qua nhiều hình thức như phát tờ rơi, lồng ghép trong khám bệnh cộng đồng, tư vấn trực tiếp tại phòng khám, trạm y tế. Phối kết hợp cùng với phòng khám đa khoa khu vực, xã Giào San được thường xuyên liên tục hiệu quả và tuyên truyền phối kết hợp với các đội vận động quần chúng địa bàn thường xuyên đến bản xã tuyên truyền bà con phòng chống dịch COVID, có phát thuốc cho bà con miễn phí trong những trường hợp mà người dân không có thẻ bảo hiểm. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đội ngũ quân y của đơn vị luôn xung kích đến các khu vực để sát cánh cùng với ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh. Trung bình mỗi năm, đơn vị khám điều trị cho hơn 7.000 lượt người dân và chiến sĩ, tổ chức khám bệnh cộng đồng cho hơn 1.500 lượt người dân khu vực biên giới. Mô hình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của quân dân y trong củng cố y tế cơ sở vùng sâu, vùng xa biên giới và khẳng định rõ vai trò trong việc củng cố tuyến y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội, đồng thời qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, bài trừ các thủ tục hủ tục. Mô hình kết hợp quân dân y thực sự là cánh tay nối dài của các trạm y tế xã đến tận bản, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng biên giới của Tổ quốc. Thực tế hiện nay tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, các nguồn lực về y tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Vì vậy, việc duy trì và triển khai hiệu quả, việc kết hợp quân dân y không chỉ góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nơi vùng biên tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, mà còn tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa quân và dân, củng cố niềm tin cho người dân vào các chủ trương đường lối của Đảng. Các bà ốm đau thì đều lên đây khám chữa trị, bởi vì ra ngoài thành phố hay huyện nó xa quá mà. Các anh ở biên ở đồn biên phòng, cũng như các anh công an hay là các cơ quan khác, kể cả cơ quan bên y tế hay là giáo dục. Ở đây là các anh cũng rất là gần gũi với nhân dân. 5 năm qua, quân y đồn biên phòng Giào San đã phối hợp với chính quyền 3 xã là Mù Sang, Giào San, Tung Qua Lìn và các đơn vị khác tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Từ đó cơ bản kiểm soát được một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, góp phần nâng cao sức khỏe, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên tuyến biên giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 2579 về việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người năm 2022. Theo quyết định, Bộ sẽ hỗ trợ khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là địa bàn dân tộc Lự sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực 3, tỉnh Lai Châu. Dân tộc Lự là một trong các dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người. Cụ thể, Bộ sẽ tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin tư liệu, dữ liệu tổng thể về các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch, khôi phục, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể của dân tộc Lự, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước, tuyên truyền về các mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tiêu biểu của dân tộc Lự. Việc tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Tam Đường luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên mới vào tổ chức hội. Trong đó thì chú trọng kết nạp hội viên mới ở các bản vùng sâu vùng xa, đồng bao dân tộc thiểu số. Trong quý 3 năm 2022, các cấp hội cựu chiến binh huyện Tam Đường đã kết nạp được 30 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 1.726 người, sinh hoạt ở 125 chi hội. Các hội viên mới kết nạp đều phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia gánh vác nhiệm vụ tại địa phương, luôn gương mẫu trong sinh hoạt tại khu dân cư và đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Than Uyên có 20 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Nhiều sản phẩm OCOP của huyện đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh như gạo xén củ, gạo tẻ tròn, gạo nếp tan bỏm, thịt trâu gác bếp, ổi hua nà, ruốc cá lăng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân và chủ thể. Thời gian tới, huyện Than Uyên tiếp tục hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, từ một ngôi trường thiếu nước sinh hoạt năm 2015, sau những nỗ lực đưa nước về trường của thầy cô giáo, mô hình trường học nông trại của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Mung, huyện Than Uyên đã chính thức được triển khai. Mô hình không chỉ bảo đảm được nguồn thực phẩm sạch, tăng cường cải thiện bữa ăn mà còn góp phần tạo môi trường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nơi vùng cao. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Mung, xã Tà Mung nằm trên độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Mung có 408 học sinh, trong đó có 291 em thực hiện bán trú tại trường. Trước đây một năm thì phải có đến 6 tháng nhà trường thiếu nước sinh hoạt. Để có nước dùng, vào mùa mưa, các thầy cô giáo phải hứng nước mưa dùng tiết kiệm qua mùa. Còn mùa khô, sau mỗi chiều tan lớp, thầy và trò nhà trường lại mang can, xô, thùng, quốc bộ gần chục cây số vào khe núi để lấy nước về dùng. Tháng 10 năm 2013, nhà trường đã khảo sát thực địa tìm nguồn nước ổn định để đưa nước về trường. Chỉ sau 2 tuần, với chi phí khoảng 10 triệu đồng, nhà trường đã hoàn thành được 1.000 mét đường ống dẫn nước và một bể chứa nước với hơn 2 mét khối. Có đất, có nguồn nước, cùng với nhân lực đầy đủ, thầy và trò nhà trường nhanh chóng cải tạo khu đất trồng rau xanh. Đến năm 2015, thầy và trò nhà trường bắt đầu lên ý tưởng xây dựng mô hình trường học nông trại để vừa đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, vừa là môi trường học tập và rèn luyện cho học sinh. Chỉ sau một thời gian ngắn, bắt đầu từ những luống rau xanh, rồi đến hệ thống chuồng trại, ao cá cũng được thiết kế và hình thành. Đến nay, mô hình đã có 21 con lợn trên 2.800m2 rau sạch với đầy đủ các loại rau như bắp cải, su hào, cải canh. Việc mà phát triển cái mô hình nông trại ấy, ở đây là rất quan trọng đối với các em học sinh bán trú. Thứ nhất là khi phát triển cái mô hình nông trại này thì sẽ giúp mục tiêu đầu tiên của nhà trường là sẽ giúp các em học sinh rèn các kỹ năng. Đấy. Ngoài cái việc các em được học các kiến thức văn hóa ở trường ở lớp thì các em còn có những cái kỹ năng trong cái việc là ví dụ như là kỹ năng trồng rau hay là kỹ năng chăn nuôi. Để từ đó là sau này khi mà ra trường thì nếu các em có cái cơ hội được đi học mà lên thì các em sẽ tiếp tục học lên. Còn nếu những em nào mà không có cái cơ hội đi học lên, các em ở nhà thì các em vẫn có những kỹ năng để có thể là giúp đỡ gia đình và có thể phát triển kinh tế từ những cái kinh nghiệm mà các em đã học được từ cái mô hình trường nông trại này. Mô hình trường học nông trại rất ý nghĩa, đem lại nhiều hiệu quả. Các em học sinh dân tộc vốn nhút nhát, rụt rè này dần được khẳng định bản thân, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, cũng như các kỹ năng khác như cách tự lên kế hoạch nuôi trồng, đặt mục tiêu rồi lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc. Các bữa ăn sinh hoạt hàng ngày của các em cũng đã được cải thiện, đủ dinh dưỡng, giúp các em có thêm sức khỏe để yên tâm học tập. Ngoài việc ở trường ra thì em còn được thầy cô hướng dẫn về kinh tế như gia đình và được thầy cô hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc rau xanh và từ đó em cũng rút ra kinh nghiệm là về nhà em cũng có kinh nghiệm từ các thầy cô là giúp bố mẹ trồng và chăm sóc rau.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Các em trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Tà Mung không chỉ được lĩnh hội tri thức mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị của trường học nông trại. Từ đó giúp các em hoàn thiện bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, tự tin để gặt hái những thành công trong tương lai. Thưa quý vị, chính thức thành lập vào năm 2008, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Lai Châu có một địa chỉ tại số nhà 16, đường Lò Văn Hạc, tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Sau 15 năm có mặt trên địa bàn tỉnh, nhất quán cam kết, lắng nghe, thấu hiểu, hành động, văn phòng đã không ngừng mở rộng mạng lưới, triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng. Phóng sự sau đây sẽ thể hiện nội dung. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Đoàn Thị Liễu ở bản Cầu Phà, xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ. Khi biết đến bảo hiểm nhân thọ như một giải pháp bảo vệ tài chính và tích lũy, bà đã tin tưởng quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm Pru đầu tư linh hoạt, mức phí là 32 triệu đồng một năm vào năm 2020, dự kiến đóng 10 năm. Tháng 5 năm 2022, khi quét dọn vệ sinh trên tầng 2, bà bị giật điện cao thế dẫn đến bỏng nặng và thương tật toàn bộ vĩnh viễn với tỷ lệ tổn thương cơ thể 83%. Xem xét các điều kiện trong hợp đồng, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Lai Châu 1 nhanh chóng hoàn tất thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Theo đó, thì bà Liễu được chi trả tổng số tiền gần 900 triệu đồng, dù chỉ mới đóng phí 2 năm. Được biết, bà Liễu hiện là khách hàng được chi trả quyền lợi lớn nhất về tiền mặt của Văn phòng Tổng đại lý Prudential Lai Châu 1, đồng thời cũng là khách hàng đầu tiên nhận tối đa 4 quyền lợi trong một hợp đồng bảo hiểm. Tôi cũng tham gia một cái bảo hiểm của bên công ty Prudential, thì cái lúc mua thì cũng không nghĩ là mình gặp chuyện nọ kia, nhưng mà thôi chẳng may là gặp như này rồi, thì lúc mua thì cũng chỉ xác định là để tiết kiệm tuổi già thôi. Thế nhưng mà lúc mà chẳng may bị rồi thì bên tư vấn các thứ là cũng giúp đỡ rất là nhiệt tình về cái khoản thủ tục thanh toán nhanh gọn. Văn phòng bảo hiểm Prudential của Lai Châu đã đi vào hoạt động thực tế là trên 15 năm rồi. Phương châm của chúng tôi là luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động. Và với một cái phương châm hoạt động như vậy thì chúng tôi rất là hân hạnh đã được phục vụ với một số lượng khách hàng rất là lớn. Khách hàng của Lai Châu của chúng tôi thì rất là yên tâm khi có các văn phòng tổng đại lý phục vụ tại địa bàn. Và tất cả mọi cái vấn đề về chi trả hay hỗ trợ cho khách hàng đóng phí hoặc là quyền lợi thanh toán viện phí hoặc thương tật thì đều được giải quyết một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đến thời điểm này, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Lai Châu 1 đã có hệ thống tư vấn viên, tư vấn phục vụ lên tới 500 người với trên 7.000 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Lắng nghe, thấu hiểu, hành động thể hiện được sự cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Văn phòng Tổng đại lý Prudential 1 đã thực sự trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư, tài chính, cung cấp các sản phẩm tài chính bảo hiểm đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp khách hàng yên tâm hơn trong việc hoạch định tương lai. Tôi tham gia cái bảo hiểm Prudential là từ năm 2009 đến năm 2022, năm nay là hết hạn. Là tôi là tham gia cái lương hưu trí thì để sau này có cái điều kiện để tự lập bản thân, không phải phụ thuộc về con cái. Không chỉ khẳng định vai trò là lá chắn rủi ro về kinh tế và địa chỉ tin cậy của khách hàng, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Lai Châu 1 đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, như hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tặng học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các cháu học sinh, với mục tiêu là phát triển cộng đồng bền vững và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Lai Châu. Tại Việt Nam, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư ngày càng gia tăng. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam xếp thứ 78 trên 172 quốc gia có tỷ lệ tử vong do ung thư nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng về tài chính trước những rủi ro, bệnh tật có thể xảy ra là rất quan trọng. Để giải quyết gánh nặng về tài chính thì bên cạnh bảo hiểm y tế, thì bảo hiểm nhân thọ với vai trò bảo vệ, tích lũy và đầu tư đang là giải pháp khá thiết thực để đảm bảo tương lai bền vững.
Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.